Trả lời phỏng vấn báo giới trong chặng dừng chân đầu tiên tại Ethiopia, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định, các dự án hợp tác giữa Trung Quốc và châu Phi dựa trên sự tôn trọng nhu cầu, nguyện vọng của người dân châu Phi và rằng Bắc Kinh luôn tuân thủ quy định của các nước sở tại. Ông bác bỏ những nghi vấn, cho rằng sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho các nước châu Phi đang làm gia tăng nợ của các quốc gia này. Thay vào đó, Bắc Kinh đang giúp châu Phi giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Hợp tác giữa Trung Quốc và châu Phi là quan hệ hợp tác mở, minh bạch và tôn trọng các quy luật thị trường. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nêu ra 8 sáng kiến quan trọng giúp châu Phi xây dựng năng lực phát triển, bao gồm các lĩnh vực thúc đẩy công nghiệp, kết nối cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho thương mại và phát triển xanh. Tuy nhiên, đã có không ít chuyên gia phương Tây bày tỏ quan ngại các sáng kiến giúp đỡ hiện nay của Trung Quốc thực ra chỉ là con bài để Bắc Kinh ngày càng cắm rễ sâu vào lục địa đen. Về phần mình, Trung Quốc một mực bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định các món nợ hiện nay mà nhiều nước châu Phi đang phải đối mặt thực ra có gốc rễ từ các nước phương Tây.